Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video test đến cặp bát 40LZ. Mã sản phẩm là 350A từ 190 côn 76. Cặp bát này là cặp bát chuyên làm loa sân khấu, hoặc các anh em có thể là lắp phòng hát hoặc karaoke gia đình. Với cấu hình bát 40 rất là phù hợp với người chơi và tầm tiền. Và cặp bát này thì nó sẽ cho ra một giải tiếng rất là sáng tiếng. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ làm một bài test để cho anh em kiểm tra chất lượng của bát. Và đây là một dòng bát từ 190 côn 76 lít của bác, có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt khi đánh công suất lớn. Xương của nó là xương nhôm đúc. Mã sản phẩm là 350A, 15AZ 350A, 500W trên trở kháng 8 ohm. Côn fit dây đồng, các bác nghe côn màu đen đấy là côn fit. Dòng côn fit chịu nhiệt rất tốt. Nhện màu vàng chanh, côn 76. Đây là cấu hình củ. Và đây là cấu hình thùng của nó các bác nhé. Mẫu LZ này nhà em làm rất là nhiều loại, 40 này em có mấy loại cơ. Nhưng hiện tại các bác đang được xem cấu hình bát ở đây với giá là 2,1 triệu một đôi. Và cấu hình màng của nó, em nhập mẫu này về không ngờ cái màng nó em rất là kết luôn. Với cấu hình là màng xếp ly lượn sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp ly lượn sóng. Đấy. Bình thường các mẫu 30 nó chỉ có 350A này chỉ có màng trơn thôi. Nhưng con này nó làm màng xếp ly cực đẹp. Và bây giờ em không nói nhiều nữa, em sẽ cho các bác nghe chất âm của nó. Thì nói có sách mách có chứng, hôm nay sẽ test một bài test để cho các bác nghe kiểm tra chất âm nhá. Tiếng oánh cực tròn luôn. Hôm nay em sẽ mở một bài nhạc test này. Vừa rồi em Tùng Nguyễn có test một đoạn nhạc để cho các bác biết đến cái công suất và hoạt động của loa nó như thế nào. Thì vừa rồi anh em cũng được tham khảo về chất âm của dòng loa này. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu làm loa kẹo kéo, các bác làm qua loa sự kiện có nhu cầu đến bát 40LZ, chất âm của nó rất sáng và giá thành rất hợp lý, rất phù hợp với người dùng, rất phù hợp với túi tiền của mình. Đấy, thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp cho cái cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Các bác xem video nhớ like và chia sẻ và ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.